Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh từ Thanh Hóa đi đến các tỉnh thành phố và ngược lại. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ Noel năm 2021. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 6527 về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh từ Thanh Hóa đi đến các tỉnh, thành phố và ngược lại từ ngày 23 tháng 12 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Tiếp tục duy trì hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Thanh Hóa đi đến các tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng và ngược lại theo văn bản số 5330. Cho phép khôi phục hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Thanh Hóa đi đến các tỉnh, thành phố gồm Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và ngược lại. Cho phép tổ chức vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Thanh Hóa đi đến các địa bàn có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2 thuộc các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và ngược lại. Một lái xe máy mặc áo đồng phục học sinh chạy xe vào đường rẽ với tốc độ cao. Khi thấy ô tô phía trước đã phanh gấp, khiến cho xe máy bị văng ra, còn người thì chui vào đầu xe ô tô. Vụ va chạm này là lời cảnh báo cho các phụ huynh giao xe máy cho con chưa đủ tuổi điều khiển khi tham gia giao thông. Thay vì khi vào đường rẽ phải đi chậm lại và quan sát, thì dường như học sinh đi xe máy này vẫn chạy với tốc độ cao. Khi thấy ô tô phía trước nên đã phanh gấp khiến cho xe máy bị ngã ra đường, văng ra xa theo quán tính. Còn nam học sinh cũng ngã theo và văng lăn vào gầm đầu xe ô tô. May mắn là lái xe ô tô đã dừng lại chờ đèn đỏ từ trước. Nếu đang di chuyển thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đang là thời điểm dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, thế nhưng theo thói quen, vào dịp lễ Noel, nhiều người dân vẫn tập trung ra đường vui chơi để dẫn đến tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông. Do vậy, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Noel năm nay. Dịp lễ Noel, lượng người và phương tiện trên các tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa khá đông. Cùng với đó, có một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, thường xuyên lợi dụng những dịp lễ Tết để thực hiện hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông. Trong đó, phổ biến nhất là hành vi không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh và đèn tín hiệu giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ đêm ngày 23 tháng 12, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thanh Hóa đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường nội thị của thành phố nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ 18 giờ tối nay ngày 24 tháng 12, bên cạnh sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các cửa ngõ, nghiêm cấm xe ô tô đi vào khu vực nội thị thành phố, lực lượng Cảnh sát Giao thông trật tự của thành phố sẽ phân công cán bộ chiến sĩ chốt tại 11 điểm nút giao thông, khu vực ngã ba, ngã tư và tuyến đường dẫn vào khu vực nhà thờ chính tòa để điều tiết phân luồng hướng dẫn giao thông. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, cổ vũ có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xây dựng cái phương án phân phong công cái lực lượng, trong đó là có hai cái lực lượng, một là lực lượng công khai thì chịu trách nhiệm là hướng dẫn phân luồng tránh cái ùn tắc giao thông, cái lực lượng thứ hai là cái lực lượng hóa trang kết hợp với công khai, là cái lực lượng này có chịu trách nhiệm là đấu tranh phòng chống các cái biểu hiện phạm tội và tránh cái tình trạng là lạng lách đánh võng. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì không chỉ dịp lễ Noel mà còn nhiều dịp lễ Tết khác, người dân đổ ra đường rất đông vào buổi tối. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao, đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên thì thường xuyên có những hành vi vi phạm. Do đó mọi người cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm quy định để đảm bảo an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.